Như các bạn thấy với cái tình huống này, nếu mà cái xe này cố tình đi lên thì chắc chắn sẽ bị cạ gầm, bởi bên dưới nó chỉ còn một cái khoảng mà ngắn như này thôi. Vậy để lên những cái dốc cao, những cái dốc khó như thế này thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Và đặc biệt khi là những cái xe hạng A, hạng B, hạng C hay là những cái dòng xe sedan có gầm rất là thấp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách, đó là chúng ta sẽ đi chéo lên để cho nó tránh cái việc mà bị cạ gầm xe. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe đi chéo lên trên này. Các bạn sẽ để ý này, cái gầm tuy rất thấp thôi nhưng mà nó không hề chạm vào. Và đây đặc biệt là một cái con dốc rất là khó. Đấy, các bạn sẽ thấy này, khi mà cái bánh xe lên trước nó sẽ nhấc cao cái gầm xe lên và khiến cho cái gầm xe của chúng ta không bị chạm vào cái phần đường bên dưới. Còn khi lùi cũng thế, nếu mà chúng ta cứ cố tình chúng ta lùi thẳng thì như cái xe này chắc chắn sẽ là bị đập cái đuôi xuống cái mặt đường này. Vậy nên chúng ta hãy sử dụng cái phương pháp là chúng ta lùi chéo một cái đường như này. Đấy, thì các bạn sẽ để ý dưới cái gầm xe nó vẫn còn một khoảng hở khá là lớn, cho dù cái xe này gầm không được cao cho lắm một cái xe hạng B. Đấy, thì chúng ta vẫn lùi và gần như là nó sẽ không thể chạm vào xuống cái mặt đường được. Đấy, các bạn sẽ thấy này, ở đây nó sẽ tạo ra một cái khoảng hở đảm bảo an toàn cho cái xe của chúng ta. Đấy, và bánh trước chúng ta cũng một bánh xuống trước và một bánh xuống sau. Thì đây là cái cách mình hay áp dụng ngoài thực tế để lên những cái con dốc cao hay là xuống cầu, xuống phà hay là leo vỉa hè các thứ. Nếu mà anh em còn thêm những cách nào hay hơn thì có thể chia sẻ ở mục bình luận bên dưới nhá.